Cho các bạn, mình trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái tính năng Voice Search của Solly. Ngoài cái khả năng tìm kiếm giọng nói trong YouTube thì Voice Search của Solly với mã hàng 49W800F sẽ có thêm một cái tính năng nữa là ra lệnh cho Google Assistant, là trợ lý ảo của Google đấy ạ. Các bạn sẽ thử xem là nó có thể thao tác được những cái lệnh nào. Đây. What's the weather like today? Dự báo thời tiết tại Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội hôm nay 24 độ có dông bão. Wow, đó là dự báo thời tiết, tức là vừa đọc tiếng Anh. Hiện tại tại khu vực Tiên Dương, tức là hệ thống siêu thị máy Ecomart thì đang ở khu vực Tiên Dương, thị trấn Đông Anh. Đấy, nó báo chính xác là thời tiết. Bây giờ sẽ thử là nói dự báo thời tiết của tiếng Việt xem là nó sẽ như nào các bạn nhé. Dự báo thời tiết. Nhiệt độ là 23 độ và có nhiều mây tại Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội. Quá tuyệt vời. Đây chính là cái tính năng khá là thông minh của Smart TV Solly. Đây là dòng Android TV năm 2018. Thì so với cái thiết kế của 2017 thì nó sẽ vượt trội hơn rất nhiều. Con này là mã hàng mới nhất năm 2018, 49W800F. Thì để so sánh với một số dòng cũ của năm trước là các mã hàng như 49W750E thì 49W800C thì nổi bật hơn rất nhiều. Hiện tại thì ngoài cái tính năng Voice Search, tức là các bạn tìm kiếm giọng nói qua YouTube hoặc ra lệnh cho Google Assistant, thì cái model 49W800 nó đã là cái model hiện đại và thông minh hơn so với 49W750E. Đấy, tuy nhiên thì về giá thành thì hiện tại thì 49W750 sẽ rẻ hơn nhiều so với 49W8. Nếu gia đình các bạn cái nhu cầu mua sắm thì chưa cần nhiều sử dụng đến về tính năng Voice Search thì các bạn cũng có thể là lựa chọn cân nhắc giữa 49W750 và 49W8. 49W750 thì chỉ là dòng Internet TV. Đây, Full HD Internet TV. Các bạn sẽ không thể tải thêm được các cái ứng dụng như 49W8. 49W8 thì các bạn có thể tải thêm từ Google Play và nhiều ứng dụng khác nhau. 49W750 thì không, chênh nhau khoảng 3 triệu, khoảng 2 triệu rưỡi. Đấy, thì một là Android TV và một là Internet TV. Đấy, giao diện của 49W750E. 49W800F thì có phim cộng với Vigo FT Play Solly. Các bạn có thể tải thêm vào trong cái kho Google Play. Đấy, khá là nhiều ứng dụng hay khác nữa. Có hỗ trợ tính năng tìm kiếm và ra lệnh qua cái phím micro này. Còn 49W750E thì không. Và thiết kế thì chân đế của 49W800F thì nó cảm giác cao hơn so với của 49W750E, khác nhau khá nhiều. Một dòng là Internet, còn một dòng là Smart. Đây, các bạn thử xem là hình ảnh của 49W800F nó như nào. Em vào một cái đầm 4K cho em. Chưa bao giờ. Không, nó dính ấy. Bản quyền. Demo 4K. Đấy, các bạn nhìn xem. Tất cả cái câu lệnh để các bạn tìm kiếm ở Smart TV Solly mới nhất 2018 thì đều sử dụng qua cái tính năng này. Tốc độ tìm kiếm khá nhanh. Hỗ trợ tiếng Anh, tiếng Việt. Tiếng Việt hỗ trợ 3 miền. Nói chung là nó hỗ trợ tất cả các thứ tiếng. Open your eyes. This is Solly. Beyond four times the resolution of 1920 by 1080.
Đây là TV Full HD đang chạy đầu mua video 4K. Các bạn nên cân nhắc là trước khi quyết định là mua một cái TV để sử dụng tại nhà, Internet TV hay là Smart TV.